Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 49 giờ 45 phút thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Doanh nghiệp khắc phục sự cố môi trường. Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh triển khai mô hình phòng tiếp dân văn minh thân thiện. Và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 điểm cầu các tỉnh thành phố. Tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao những kết quả quan trọng ngành giáo dục đào tạo đạt được trong năm học vừa qua. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, khó khăn, thách thức của ngành giáo dục, nhất là trong đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, tình trạng thiếu giáo viên, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ở một số địa phương chưa phù hợp, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học còn thiếu, chất lượng đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học chưa đáp ứng yêu cầu. Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong năm học 2024-2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới và tổ chức chu đáo lễ khai giảng ngày 5 tháng 9 tới. Năm 2025 là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, cơ quan địa phương chuẩn bị thật kỹ để tổ chức kỳ thi, bảo đảm chất lượng, an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, giảm áp lực, tạo thuận lợi nhất cho học sinh. Thủ tướng yêu cầu toàn ngành giáo dục tổ chức thực hiện hiệu quả phương châm, lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể, thầy cô giáo là động lực, nhà trường là bề đỡ, gia đình là điểm tựa, xã hội là nền tảng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, các địa phương tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực, nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học, đánh giá rõ kết quả hàng năm để rút kinh nghiệm và tiếp tục làm tốt hơn trong thời gian tới. Tại công viên biển Đình Chữ, thị trấn Khánh Hải, Ủy ban Nhân dân huyện Đình Hải vừa tổ chức ngày hội giao lưu văn hóa du lịch Caravan với chủ đề phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Đến dự các đồng chí Phan Tấn Cảnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Đình Hải. Tại ngày hội, đông đảo khán giả và du khách xem màn biểu diễn võ thuật của xã Tri Hải, múa cổ truyền dân tộc Chăm của xã Xuân Hải, biểu diễn dân vũ của xã Phương Hải và biểu diễn mã la, vũ điệu rắc lai của xã Vĩnh Hải. Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra đêm nhạc ADM và phần trình diễn áo dài Ninh Hải Ninh Thuận năm 2024. Ngày hội giao lưu văn hóa du lịch Carnival với chủ đề phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới là sự kiện nhằm tôn vinh và giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc đến từ các vùng quê gắn với quảng bá phát triển du lịch, góp phần xây dựng Ninh Hải trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm định điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh chủ trì cuộc họp. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá tình hình biến động thị trường để tham mưu đề xuất điều chỉnh bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phạm vi điều chỉnh được căn cứ trên các điều khoản quy định trong Luật Đất đai năm 2024, Nghị định số 71 của Chính phủ quy định về giá đất, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cụ thể như tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình cá nhân, tính tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm, tính thuế sử dụng đất, tính lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai, tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh và sở ngành địa phương đã cơ bản thống nhất với báo cáo thuyết minh của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời đề xuất bổ sung cập nhật thêm một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm vào bảng giá đất giai đoạn 2020-2024. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh, nhấn mạnh
việc điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh là cần thiết nhằm đảm bảo tính ổn định và chống thất thu ngân sách nhà nước. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến góp ý từ các đại biểu, khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các quy định khác có liên quan. Việc điều chỉnh còn có lộ trình phù hợp, đảm bảo hài hòa, quyền, nghĩa vụ và lợi ích giữa nhà nước với doanh nghiệp và người dân. Đồng chí Lê Huyền cũng đề nghị Sở Tư pháp, Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ Sở Tài nguyên và Môi trường về các bước thẩm định thủ tục hồ sơ, quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật để sớm hoàn thành bảng giá đất giai đoạn 2020-2024, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 8 vừa qua, bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phản ánh công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu chuối Minh Châu ở phường Bảo An, thành phố Phan Rang Tháp Chàm sản xuất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân cạnh nhà máy. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra tại nhà máy, chỉ ra các sai phạm và yêu cầu doanh nghiệp phải khắc phục triệt để. Hiện nay, doanh nghiệp đang tiến hành xử lý nhằm đảm bảo môi trường trong sản xuất không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu chuối Minh Châu nằm ở địa bàn khu phố 1, phường Bảo An, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2024. Mỗi tháng doanh nghiệp này chế biến khoảng 500 tấn quả đu đủ, chuối và toàn bộ nước thải trong quá trình chế biến được thu gom, đưa ra các bể lắng rồi thải ra sông Dinh không qua xử lý. Đây chính là nguyên nhân làm phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cạnh nhà máy. Cơ sở này đã xây dựng rất là lâu và đã không hoạt động khoảng tầm 20 năm rồi. Nên là khi mà công ty Minh Châu thuê lại thì không có nhận được cái bàn giao bản thiết kế. Nên là cũng không biết cái vấn đề hiện tại là nó như thế nào. Khi mà đi vào hoạt động chính thức thì mới xảy ra cái tình trạng như vậy và nhận được phản ánh của người dân thì công ty cũng đang khắc phục những khó khăn đó. Sau phản ánh của các cơ quan báo chí, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra hoạt động chế biến trái cây tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu chuối Minh Châu. Qua kiểm tra xác nhận cống thoát nước từ nhà máy ra sông Dinh có phát sinh mùi hôi. Do đó, đoàn kiểm tra yêu cầu doanh nghiệp phải xử lý toàn bộ hệ thống bể lắng, lọc nước và khử mùi trước khi xả ra môi trường. Công ty Minh Châu đã khắc phục cái phản ánh của người dân bằng cách là thuê dịch vụ nạo vét kênh mương, cống thoát nước từ công ty Hiếu Thảo để xử lý. Trước mắt là xử lý nước thải, sau đó là sẽ mua chlorine để xử lý cái mùi hôi. Tại vì nước từ công ty Minh Châu chủ yếu là nước rửa trái cây, nên là sử dụng chlorine thì có thể khử được cái mùi đó. Còn sau này thì công ty Minh Châu sẽ đang tiếp tục xử lý các hồ sơ pháp lý theo quy định cũng như là biên bản làm việc trước đó. Sáng qua, ngày 19 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Bảo An, thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã trực tiếp đến kiểm tra việc khắc phục tại công ty. Việc giám sát sẽ tiếp diễn cho đến khi doanh nghiệp hoàn thành việc xử lý môi trường theo quy định. Địa phương sẽ tiếp tục là giám sát cái việc mà thực hiện của công ty trong cái báo cáo cũng như là giám sát cái việc thực hiện của công ty theo các nội dung mà đoàn làm việc đã chỉ ra. Doanh nghiệp này mà không khắc phục theo các ý kiến của đoàn kiểm tra thì địa phương tiếp tục đề nghị các cơ quan ban ngành thành phố cũng như tỉnh cùng với địa phương là cho ngừng hoạt động. Việc vào cuộc kịp thời xử lý dứt điểm hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu chuối Minh Châu thể hiện quan điểm nhất quán của Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản xuất, nhưng tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Và chính quyền địa phương sẽ tăng cường giám sát hoạt động sản xuất trên địa bàn, không để tái diễn các sự cố về môi trường. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông lâm nghiệp miền núi tổ chức Diễn đàn Đổi mới khí hậu đa bên lần thứ nhất năm 2024. Diễn đàn nằm trong khuôn khổ dự án tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu, khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, gọi tắt là dự án SAC. Tại diễn đàn, các chuyên gia đã giới thiệu các mô hình nông nghiệp chống chịu biến đổi khí hậu và các sáng kiến cam kết của các bên, chủ giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu địa phương, vai trò của các bên liên quan tới sự thành công của mô hình,
những khó khăn, thách thức với chuỗi giá trị cây trồng, sự cần thiết hỗ trợ kỹ thuật. Diễn đàn nhằm cung cấp các thông tin khí hậu nông nghiệp, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai tại Ninh Thuận. Qua đó góp phần nâng cao năng lực và hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ phụ nữ trụ cột gia đình là các đối tượng hưởng lợi của dự án SAC, tham gia vào các chuỗi giá trị cây trồng và chống chịu với biến đổi khí hậu ngày càng tốt hơn. Sáng nay, Hội Người Cao Tuổi tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no hạnh phúc. Trong những năm qua, người cao tuổi nói chung và phụ nữ cao tuổi nói riêng luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước. Các cuộc vận động do các cấp hội và địa phương phát động như người cao tuổi thi đua làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình 503 sạch, gắn với xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức lẫn hành động của mỗi cá nhân, hội viên Hội Người Cao Tuổi và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no hạnh phúc. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp nhằm phát huy hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấm no hạnh phúc trong thời gian tới. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao bằng khen cho 16 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no hạnh phúc năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, gia đình là nền tảng của xã hội. Xây dựng gia đình hạnh phúc là mục tiêu phấn đấu của mỗi gia đình Việt Nam. Nhận thức rõ vai trò của người phụ nữ trong gia đình, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Người Cao Tuổi các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức các thành viên trong gia đình, cộng đồng về tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình hạnh phúc, và những hoạt động đó đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của những phụ nữ cao tuổi. Bằng uy tín, trách nhiệm của mình, các bà, các cô, các chị đã thực sự trở thành những hạt nhân quan trọng giúp hội viên phụ nữ và người cao tuổi xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Lập gia đình hơn 40 năm, nhưng vợ chồng bà Nghị chưa bao giờ cãi vã to tiếng. Các thành viên luôn yêu thương, gắn bó, đoàn kết, chia sẻ công việc lẫn nhau. Con cái biết kính trên, nhường dưới, nghe lời cha mẹ. Kinh tế của gia đình thì hai vợ chồng là đều cùng làm việc, rồi cùng đều là có những cái mà bàn bạc công việc. Cái khi mà mình có một cái dự định gì thì vợ chồng đều bàn bạc rồi đều cùng quyết định. Không chỉ giữ lửa trong gia đình mình, bà Nghị luôn nỗ lực để giúp các chị em trong thôn cùng phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa. Hàng tháng thông qua các buổi sinh hoạt của chi hội phụ nữ thôn, bà Nghị đều dành thời gian để chia sẻ, hỗ trợ chị em về những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày và ngăn chặn bạo lực, bất bình đẳng giới trong gia đình. Hôm qua cũng chia sẻ của chị Nghị là các chị em của phụ nữ thôn Long Bình 2 cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm, gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe dạy con ngon, vợ chồng sống hạnh phúc không có bạo lực trong gia đình. Nói chung chị chia sẻ cho chị em cũng về rút ra nhiều kinh nghiệm để sinh hoạt trong gia đình hàng ngày. Xây dựng gia đình ấm no, ổn định kinh tế là điều kiện đầu tiên để đảm bảo cho cuộc sống gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Nhận thức rõ điều này, nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Giỏi, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Mỹ Sơn, đã tích cực vận động các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ của câu lạc bộ Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau thôn Mỹ Hiệp. Mỗi khi hội viên còn vốn sản xuất hay giải quyết khó khăn trong gia đình, đều có thể vay từ 5 triệu đến 7 triệu đồng, với mức lãi chỉ khoảng 50.000 đồng một tháng. Giúp được người nào là cái niềm vui nó nhân đôi rồi, cho nên là cái đó là không cái công việc ngoài cái nhiệm vụ mà là cái tâm mình là chính, cái tinh thần nữa. Thấy người ta vui là mình cũng đã vui, cho nên là tôi cũng rất là tham mưu để hỗ trợ xin các cái mạnh thường quân cũng như là các cái đoàn thể để mà giúp đỡ kèo được nhiều người cao tuổi nào thì tốt hơn đấy. Xây dựng gia đình văn hóa ấm no hạnh phúc là mục tiêu phấn đấu của mỗi thành viên trong gia đình. Đặc biệt, không thể thiếu được vai trò của người phụ nữ. Vì vậy, các cấp hội phụ nữ và hội người cao tuổi đã đẩy mạnh triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, xây dựng gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, thành lập các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút hàng ngàn hội viên đăng ký tham gia. Phát huy cái vai trò, giá trị, giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc gắn với cái giá trị của người phụ nữ Việt Nam trong cái xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới.
Đặc biệt là chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng các cái mô hình hoạt động của phụ nữ cao tuổi. Trong đó thì nhất là cái cuộc vận động xây dựng năm không ba sạch, năm có ba sạch, xây dựng đô thị văn minh và gia đình văn hóa, đồng thời cũng nhân rộng những cái gương điển hình tiên tiến trong cái cuộc vận động trong cái thời gian tới. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc. Thời gian tới, Hội Phụ Nữ và Hội Người Cao Tuổi các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng nhiều mô hình phong trào, qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng, giúp hội viên phụ nữ và hội viên người cao tuổi có thêm kiến thức, kỹ năng trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no hạnh phúc, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn trật tự và an toàn xã hội ở địa phương. Sáng ngày 18 tháng 8 tại xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển năm 2024. Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã trao 10 phần quà trị giá mỗi phần quà 1 triệu đồng cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 5 xe đạp và đồ dùng học tập cho 5 học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, đồng thời tư vấn khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho ngư dân, tặng 500 lá cờ, 300 áo phao và 50 phao tròn cho ngư dân tại cảng Mỹ Tân, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải. Qua chương trình nhằm cổ vũ, động viên bà con ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, đồng thời góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân trong lòng nhân dân. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ và cứu sống một ngư dân tỉnh Ninh Thuận bị hôn mê, ngạt thở khi đang làm việc trong hầm cá trên tàu. Trước đó, vào lúc 19 giờ 45 phút tối ngày 17 tháng 8, cán bộ nhân viên tàu cảnh sát biển 2011 thuộc Hải đội 33, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, trong quá trình tuần tra đã phát hiện trên tàu cá mang số hiệu NT 91205TS đang cập vào cảng Bến Đầm, huyện Công Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Có ngư dân Nguyễn Quang, 53 tuổi, ngụ ở xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, trong tình trạng hôn mê, ngạt thở. Ngay lập tức, cán bộ nhân viên tàu cảnh sát biển 2011 đã nhanh chóng sơ cứu nạn nhân và hỗ trợ đưa nạn nhân lên xe cấp cứu và chuyển đến trung tâm quân dân y Côn Đảo. Nhờ được cấp cứu trong giờ vàng, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và hiện vẫn đang tiếp tục được chăm sóc tại trung tâm quân dân y Côn Đảo. Được biết, thời điểm có ngư dân bị nạn, trên tàu cá mang số hiệu NT 91205TS có 15 ngư dân. Trong quá trình bán hải sản tại Côn Đảo, ngư dân Nguyễn Quang xuống hầm thu gom cá thì bất tỉnh do ngạt khí độc. Những người đứng trên miệng hầm phát hiện và nhờ đến sự hỗ trợ của cán bộ nhân viên tàu cảnh sát biển 2011, Hải đội 33 đưa thuyền viên bị ngạt thở ra khỏi hầm. Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị thường xuyên tiếp xúc giải quyết thủ tục hành chính với công dân, tổ chức, doanh nghiệp, mỗi cán bộ chiến sĩ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh luôn xác định không chỉ nỗ lực học tập, làm tốt công tác chuyên môn mà còn phải thường xuyên rèn luyện, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Theo đó, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã bám sát quy trình, quy định của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và công an tỉnh, tập trung cải cách hành chính, thay đổi lề lối làm việc để phục vụ nhân dân. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình phòng tiếp dân văn minh thân thiện tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh. Niềm nở, tận tình, gần gũi là những cảm nhận của người dân khi tới đăng ký giải quyết hồ sơ thủ tục tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh. Sáng nay, anh Huyên đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh để làm thủ tục cấp hộ chiếu. Ấn tượng của anh là phòng tiếp dân được bố trí thoáng mát, các thủ tục được niêm yết rõ ràng. Cán bộ tiếp đón nhiệt tình, giải quyết thủ tục nhanh chóng. Ấn tượng của tôi khi tới đây là phòng ốc rất là sạch sẽ, rất là thoáng. Rồi cán bộ đã chiến sĩ ở đây là rất là nhiệt tình. Rồi những cái bản hướng dẫn, có những cái chỉ dẫn rất là cặn kẽ. Rồi để mình làm thủ tục nhanh chóng. Mỗi ngày, phòng quản lý xuất nhập cảnh tiếp đón giải quyết hồ sơ cho hàng chục lượt cá nhân tổ chức. Để đảm bảo việc giải quyết hồ sơ được nhanh chóng, đơn vị đã đăng ký xây dựng mô hình phòng tiếp dân văn minh thân thiện với các tiêu chí. Phòng tiếp dân luôn đảm bảo sạch sẽ thoáng mát, đảm bảo thời gian tiếp nhận giải quyết hồ sơ từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy trong tuần, không để tồn đọng hồ sơ quá hạn. Đồng thời, thường xuyên cập nhật các quy định mới trên trang Zalo và công khai để tổ chức cá nhân và cán bộ chiến sĩ biết thực hiện.
thái độ các đồng chí là tiếp xúc, tiếp cận với nhân dân rất là hòa đồng và hướng dẫn rất là cặn kẽ, nhiệt tình, chu đáo, hướng dẫn cho đến khi mình làm xong việc thôi à. Từ đầu năm 2024 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức tiếp nhận 6.020 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, trả 5.425 hộ chiếu cho công dân, 16.998 lượt người nước ngoài khai báo tạm trú qua trang thông tin điện tử. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đều đảm bảo thực hiện đúng thời gian quy định. Luôn luôn xác định cái tinh thần là phục vụ nhân dân, để làm sao là người dân đến ấy nhận một cái tâm thế là được phục vụ một cách kịp thời, hiệu quả. Thứ ba là chúng tôi quan tâm hơn nữa về cái việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ để nâng cao năng lực trình độ, có thể giải quyết hồ sơ người dân một cách kịp thời và hiệu quả nhất. Việc thứ tư là chúng tôi quan tâm về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật và các cái ứng dụng về khoa học kỹ thuật vào cái công việc, nhất là các cái phần mềm tiện ích của lĩnh vực xuất nhập cảnh. Mô hình phòng tiếp dân văn minh thân thiện của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh không chỉ nhận được sự đồng tình ủng hộ và đánh giá cao về tinh thần thái độ vì nhân dân phục vụ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng công an tỉnh Ninh Thuận trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chiều ngày 18 tháng 8, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh phối hợp với Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Võ Đạo tỉnh tổ chức lễ bế mạc giải Vô Vi Nam Việt Võ Đạo các nhóm tuổi tỉnh Ninh Thuận năm 2024. Tham gia giải có 232 vận động viên đến từ 24 câu lạc bộ Vô Vi Nam trên địa bàn tỉnh. Sau 2 ngày thi đấu với các nội dung đối kháng ở hai nhóm tuổi, nhóm 1 sinh năm 2013-2014 và nhóm 2 sinh năm 2011-2012. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao 20 giải nhất, 20 giải nhì và 40 giải ba cho các nhóm tuổi. Giải nhất toàn đoàn thuộc về câu lạc bộ Nhân Sơn, giải nhì toàn đoàn thuộc về câu lạc bộ Phước Dân 1 và giải ba toàn đoàn thuộc về câu lạc bộ Thanh Hải. Chương trình thời sự 19:45 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.